Tối ngày 24 tháng 9, tại nhà riêng, tại phố Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức trở lại live show Khóc Ban Công sau khi được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đồng ý cho phép tổ chức. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngay từ 18 giờ tối, hàng ngàn khán giả đã đổ xô về không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm cho đoạn trước nhà ca sĩ Tuấn Hưng để xí chỗ xem các idol của mình biểu diễn. Đến thời điểm live show sắp diễn ra, khu vực kể trên gần như không còn chỗ trống, khán giả tập trung đông như nêm, cùng nhau đếm ngược thời khắc diễn ra live show. Đến 22 giờ đêm cùng ngày, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm gần như bùng nổ khi nam ca sĩ Tuấn Hưng bước ra sân khấu và trình diễn bản hit Tìm Lại Bầu Trời. Sau khi hát xong ca khúc đầu tiên trong sự reo hò, ủng hộ nhiệt tình của khán giả, giọng ca sinh năm 1978 đã bật khóc, quỳ gối xuống lan can ban công và cảm ơn khán giả. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online tại buổi live show, Tuấn Hưng cho biết bản thân thật may mắn khi có được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả và sự tương trợ của các anh em đồng nghiệp. Tuấn Hưng dự định tổ chức mỗi tháng một đêm nhạc Khóc Ban Công miễn phí. Tôi cảm thấy mình là một người thực sự vô cùng hạnh phúc. Và chính vì mình biết là mình đã hạnh phúc rồi thì mình phải mang đến hạnh phúc cho tất cả những người khác.